Hello nha anh em. Chào mừng tất cả cô chú anh em ghé thăm kênh của Thanh nha. Hôm nay Thanh có một số đồ Nhật Bản giới thiệu đến anh em cô chú. Chúc anh em cô chú một ngày mới thật nhiều niềm vui. Cô chú anh em có chốt hàng xin lưu ý rằng giá trên chưa bao gồm phí ship hàng. Còn cô chú anh em nào chuyển khoản trước 100% thì mình bao ship. Cô chú anh em mua hàng hãy nhắn tin hoặc Zalo qua số điện thoại 0357950404. Mình chỉ chốt hàng qua tin nhắn. Mình để số điện thoại dưới phần mô tả. Lý do mà mình chỉ chốt hàng qua tin nhắn, nhiều khi anh em cô chú không, mình đang đi ngoài đường á, khi anh em cô chú gọi điện mình nghe không có rõ, rồi không có ghi lại được cái mã hàng này kia, khi gửi không có đúng á, cho nên mình cũng muốn anh em cô chú nhắn tin. Nó có cái thông tin trong đó, nó cái mình đi về là mình coi lại là mình phản hồi anh em cô chú. Rồi bắt đầu mình sẽ lên mã sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay ha. Hôm nay mình bán là mã N ha. Rồi mã sản phẩm đầu tiên của hôm nay là bán mã N1. N1 là một cây mỏ lết. Cái mỏ lết của Toyota thì cái này còn mới ha, hàng bãi nhưng mà nó còn mới. Mình thấy răng con này còn rất là đẹp nè. Giống như là chưa có xài qua nha anh em cô chú, nhưng mà nó cũng thuộc hàng bãi. Thì nó cũng nằm trong bãi rồi lụm ra nó cũng cấn nè. Không, nhưng mình thấy răng thì được nè. Ha. Thì tình trạng con này thì còn được, cũng nói sơ sơ thôi là nó còn đẹp hả anh em. Rồi mã N1 này là cây mỏ lết của Toyota ha, 2 tấc ha. Cái này mình bán giá là 100.000 ha. 100.000 cho mã N1, cây mỏ lết Toyota 2 tấc. Còn mới, còn đẹp. Rồi kế tiếp là mình lên mã N2 ha. Mã N2 là cái dòng bọc kéo tay, cái mã này là mình thanh lý nha. Tại cái mã này mấy cái clip trước mình có đăng mình bán rồi nè. Nhưng mà cũng có mấy anh em hỏi nhưng mà người ta không có đúng nhu cầu người ta xài gì, người ta không có chốt ha. Cái này là nó để là SS75 nè. Nó kéo được là nó để là 350 kg nè ha. Để là ba chữ H nè, ba chữ H nè, chữ da băng ha. Thì cái này thì mình thấy nó còn đẹp nè anh em. Cái này nó là hàng của Nhật ha, thì chất lượng của nó là nó tốt cho nên cái giá nó cao, chứ không phải như mà mấy cái hàng mà cái gồng gồng cái tay đỏ đỏ ngoài chợ nó bán mấy chục ngàn, trăm ngàn nha cô chú. Cái này đó là không phải ha. Cái này là bánh xe người ta là cái trong đây là lăn nhẹ nhàng ha. Đây cái có bạc đạn trong đây. Cái này là tháo chỗ này ra được ha, tháo ra nè. Nhấn lại nè ha. Rồi tháo ra. Rồi. Này bữa mình đăng giá cao mà hôm nay mình thanh lý ha. Cái mã này bữa nay mình bán 400 nha anh em. Mã N2 gồng gọc kéo tay của Nhật. Mã số là nó để là SS75 nè. Rồi cái này là N2 mình bán 400 ha. Cái tiếp mã N2 là mã N3. N3 mình bán gồm ba món này cho anh em sử dụng gia đình ha. Nó gồm một cái búa nè. N3 N3 ha, một cái búa nè. Cái búa này thì cái cán nó cũ nha. Cán nó có cũ nha, của Nhật Bản thì cán nó cũ nhưng mà nó có chữ Nhật, nó rất là cũ. Cũ. Nhưng mà cái đầu búa thì mình thấy nó còn đẹp. Đầu búa còn đẹp ha anh em cô chú. Búa này nó nhỏ, nó gọn. Để đóng đinh đồ được ha, đóng đinh đồ chơi. Và cái búa là một cây kìm. Cái kìm của Lotte ha, thì cái này nó cũng không được mới, nó cũng bãi thì nó cũng cũ vậy ha, nhưng mà cái này thì nó không có hư hao gì không đâu nghe cô chú. Mấy cái đó, mấy kìm này nè, xài thấy gì chứ, của Lotte xài nó bền. Cộng thêm một cây này nữa, 14-17 chiều hóa ha. Thì bỏ chung vậy cho anh em cô chú về có xài gì xài. Thì ba cây này là mình bán cho anh em cô chú xài gia đình ha. Cây búa, cây kìm với lại cái này, cái cờ lê nhỏ này mình bán 150 ha. Mã N3, mã N3 150.000. Rồi cái tiếp mã N3 là mình lên mã N4 ha. N4 là một cây mỏ lết răng 3,5 tấc của Mitsu. Cái này cái mấy clip trước mình có đăng bán là mình bán không có được cây này nè, nó chịu nằm lì đây hoài. Bữa nay mình thanh lý ha, bán giá thanh lý cho anh em cô chú có nhu cầu xài xài ha. Thì cái này găng này còn được nè,
chung cái mấy cái này thì răng cỏ thì dễ gì hư nó, răng còn đẹp ha. Này dính gì nữa ha. Lò xo nó còn xài bún rồi nhưng mà nó không có, mình cảm giác cái này cái lò xo nó không có mạnh như mấy cây bữa mình bán của thằng MCC, của thằng Hit. Mấy kia thì cái lò xo nó mạnh hơn, mấy kia bữa kia mình bán giá nó cao hơn nhiều lắm ha. Rồi cái này bữa nay mình thanh lý mình bán giá là 220 ha, 220.000 cho cây mỏ lết răng 3,5 tấc của Mitsu ha. Rồi anh em nào có xài bên nước bên gì thì thấy được thì chốt cái này ha, giá này là không thể rẻ hơn ha. Cái này là 1,5 kg anh em, mình cân thử là từ 1,4 kg 1,3 kg vậy đó chứ không có dưới nè. Rồi mã N4 là mình bán giá là 220 ha, N4 220. Rồi cái tiếp N4 là lên mã N5. Một cây này mình cũng không biết kêu nó bằng cây gì nữa. Này để mở mấy con ốc, mấy con ốc nhỏ nhỏ làm văn nghệ được chơi của Gia Băng ha. Cái này nè, nó có cái gì nè, nó xiết vô gì. Cái này nó để là 10-22mm. Mở ốc sao mình cũng không có ít xả này, mình cũng không có gành ha. Anh em cô chú nào gành này thì biết nó ha. Để chữ nè, số là 3885479 nè, 1391409 cái gì mình cũng không hiểu nè. Đấy USA rồi, cái gì USA ở bên đây, đây Gia Băng nữa, cái này mình không hiểu ha. Rồi cái này cô chú anh em nào biết nó xài mở, mình biết cái này là mở ấp gọn gọn gì đó để văn nghệ đồ chơi nè ha, thì mua cái này ha. Cái này mình bán là mã N5 này mình bán 110.000 ha. N5 này là 110.000, để mình đo thử cái chiều dài nó là nhiêu. Chiều dài nó là 17, đường kính của nó 22, còn nhỏ lại thì không có đo được, nó là cũng khoảng 20 gì đó ha. Thì tình trạng cây này nó thấy nó đẹp, nó nhỏ xíu, nó gọn hơn. Rồi cây này là mã N5 bán giá 110.000 cho mã N5. Cái tiếp N5 là N6 ha, là một cái kìm của Lotter ha. Mấy kìm cá này của Lotter thì nó khỏi chơi ha, nó cũng có dễ gì hư nó ha. Cái này cũng còn khá đẹp ha anh em. Cái này mình cũng nói sơ sơ thôi ha. Sơ. Rồi cái mã N6 của Lotter, cái kìm này mình bán là 110.000 ha. 110.000. Mã N6. Cái tiếp N6 mình lên mã N7 ha, là mua mấy cây kéo ha. Mấy kéo này đợt này anh em cô chú coi kỹ ha, tại vì đợt này mình lấy mấy kéo này vô cái giá nó cao quá trời, mình không thể nào bán được cái giá mềm cho anh em cô chú sử dụng ha. Mấy bữa trước thì mình mua được cái giá mềm, bữa nay gần Tết là mấy cái bãi nó không có đồ, còn có bãi hay bãi có hàng nó đòi giá cao không. Mấy cây này nó bán cây bán có trời cao mà không mua thì em có kéo bán cho anh em. Thì cái kéo này mình thấy nó đẹp ha. Mình kiếm cái gì mình cắt thử cho anh em cô chú coi đi. Cái kéo này thì nó bén nhưng mà tình trạng nó xét xé vậy, anh em nào mà mua về vệ sinh nó là xài ngon lành ha. Có chữ đây nè. Rồi cái này mã N7 ha, mình bán 100.000 ha, cây kéo. Kéo đu tôm đu cá gì nè. N7 100.000. Kế tiếp là N8 ha, cũng là một cái kéo.
có đóng chữ nhật ha, nhưng mà kéo này tình trạng thì về vệ sinh lại nha anh em, chứ để vậy xài không ngon ha, nó cũng xét nhiều ha. Mà xài thì mình thấy nó cũng bén, nói chung ra trong cái đóng kéo mà lựa ra gì thì là nó cũng thuộc đẹp đẹp trong cái đó nha anh em, chứ không phải là hàng bãi mà đòi như mới là không có ha. Thì anh em nào mua về vệ sinh lại, lúc trước mình có bán cho mấy anh em cái kéo còn xét hơn, nhưng mà mấy bữa đó mình mua được cái nguồn nó mềm, bữa nay cái nguồn này mình lấy vô nó không có được giá rẻ ha, cho nên anh em cô chú cũng đừng có ném đá chửi mình ha, giá cao ha, mình mua giá cao mình phải bán giá nó cao ha. Rồi kéo này mình bán giá 120 nha anh em cô chú, mã N8 ha, cái kéo mã N8 giá 120. Rồi kế tiếp là mình lên mã N9 ha, cũng là một cái kéo ha, cái kéo này thì thấy nó đỡ hơn cái kéo kia, cũng có đóng chữ nhật ở đây nè. Cái kéo này bữa nay người ta bán cây bán giá chát, cho nên nhiều khi anh em cô chú nào coi mà hợp túi tiền thì mình hãy mua ha, còn mà thấy mà cao quá thì đợi mấy clip sau mình có được cái nguồn hàng mà nó rẻ thì mình bán giá rẻ ha. Rồi mã N9 là cái kéo này mình bán 140 ha, một cái kéo 140 cho mã N9. Rồi cái tiếp mình lên mã N10 ha, cũng là một cái kéo ha, cái kéo mấy cái kiểu nó khác nhau một chút nha nè, nhưng không có giống nhau mình thấy vậy. Cái này thì cái kiểu thấy nó đẹp hơn, nó gọn hơn, thì tình trạng nó cũng hàng bãi thì nó cũng xét, nhưng mà cái này anh em về phải vệ sinh lại nha, chứ không phải về vệ sinh vuốt sơ lại xài, chứ không có để như vậy được ha, để như vậy xài không ngon không đẹp. Cái kéo này thì cái mũi nè, cái mũi nó hơi gãy một chút anh em thấy không, nhưng mà mình nghĩ cái này mài được, nó không có đáng kể ha. Mình thấy cái kéo này mình thử thấy nó cũng bén, cho nên mình lấy với cái kiểu nó cũng đẹp đẹp nè, thấy vậy chứ bén mà về mài lại là bén ngót à. Rồi cái kéo này là mã N10 ha, mình bán 140 ha, 140 cho cái kéo mã N10. Bữa hôm bán hai cây cũng có 100 mấy, bữa nay bán cái này anh em cô chú nào coi được vừa túi tiền thì mua ha, cũng đừng có nói sao mà mắc rẻ do cái nguồn hàng ha, nguồn hàng mình mua vô thôi, chứ cũng không phải muốn bán giá cao cho anh em làm gì. Rồi cái kéo này là N11 ha, nó có cộng dây lòng thòng gì nè, mình để luôn nè, N11. Đấy, mấy kéo này nhìn nó cũng cũ cũ vậy đó, nhưng mà nó đẹp, vệ sinh ra nó rất là đẹp, và nó cái lưỡi nó bén, cái này mài lại là ngon lành nè, nó bị xét thôi chứ mài lại là ngon lành. Cái này thì lục hơn mấy cái kia nha anh em, thấy cái này lục hơn, rồi thấy nó bén ở ngoài này, nó hơi lục này, về phải mài lại ha. Rồi mã N11 cái kéo này nó cũng có đóng chữ nhật ở đây nè đó, anh em nào biết thì coi nó đóng cái gì ha, mình thì thôi thua. Kéo này mình bán 170 nha anh em, cái kéo này mã N11. Rồi kế tiếp là mã N12 ha, N12 là một cái kìm. Cái kìm này nó lạ, nó có cái cục gì ở đây mình cũng không biết, nên là biết thì mua cái này ha, dễ chế biến xài gì xài. Nó có cây gì ở đây nè, này mình bấm vô mình kéo cái này ra được nè, nó có chốt gà nè, em thấy không, chốt gà ở đây nè, cái gà vô đây này, bấm xuống gà này lỡ nó dính nè. Mình thấy cái kéo này
Cái kìm này nó lạ, xin lỗi không phải cái kéo mà là cái kìm. Mình mua, có anh em nào biết nó xài dễ gì thì chốt cái này ha. Ở cái này là mã N12, mình bán giá 120 ha. N12 là giá 120. Rồi cái tiếp là mã N13 là một cái kìm. Kìm này là size nhỏ ha. Size này 16-2 à. N13. Cái kìm này là có logo nội địa Nhật nữa ha. Thương hiệu gì nè. Rồi, cái kìm N13 này là mình bán giá 101 ha. Mình kiếm dây gì mình cắt cho. Mấy công dây điện cắt con hút cắt hết trơn. Này cắt kẽm thì ngọt, cắt điện không biết làm sao ha. Rồi mã N13 là 101 ha. Cái tiếp là mã N14 cũng là một cây kìm ha. Ha, cái kìm này thương hiệu này không có lại với anh em cô chú ha. Cái kìm này nó cũng không có hở, mấy kìm mình lựa đợt này nói chung cũng ngon lành, không hở sáng nha anh em. Mấy kìm này thì xài ngon ha. Kìm này size 18 năm. Rồi cái kìm này giá 130 ha, mã N14 của Fujiya 130. Rồi mình sẽ lên tiếp cái kìm mã 15 ha, N15 ha. 15 là cái kìm. Kìm này mình không biết của nào nữa. Cái này mình ngâm dầu nè. Cái này mấy cái đồ của mình thường thường về là mình ngâm dầu, mình chà rồi mình đem ra mình bán cho anh em cô chú thôi ha, chứ mình cũng không có máy đánh gì ha. Cái này của Mary nè. Cái này hình như là mình thấy có hở sáng nè. Hở sáng trong đây một chút nha anh em. Hơi có hở sáng nè. Hở sáng một chút trong đây nè. Đó thấy không, thấy không? Đó thấy không? Đó thấy không? Cái kìm này thì size mình thấy lớn hơn hai cây kia ha. Cái kìm này size 20.6 ha. N15 một cái kìm của Mary ha. Cái kìm này size lớn 20.6. Cái kìm này ý. Đúng là mấy kìm size lớn cắt nhẹ tay lắm nha anh em. Rồi cái kìm này mình bán 180.000 ha. N15 cái kìm của Mary. Nó có đóng số nè, 1050653 nè. Thấy không anh em, chú thấy không? Đó thấy không? Nó đóng cái gì đó mình không biết ha. Rồi cái này là N15. Giá là 180. Rồi cái tiếp mình lên mã N16 ha. 16 cũng là một cái kìm ha. Cái kìm này size lớn ha. Cái kìm này size 21 luôn, lớn dài hơn cái kia một chút luôn. Cái này của nào đây? Cái này là của Sankey ha. Cái này là thuộc dạng thép tốt, alloy steel. Cái này thì cũng còn đẹp hơn, nhưng mà ở trong nó cũng có hơi hở chút xíu, mình thấy vậy. Hở rất là ít, khó nhìn thấy. Đó anh em của chú thấy không? Đó thấy không? Trong đây này nó có găng kéo nè.
này nó có răng kéo ở trong ha. Đây là của Sanki, ghi số gì đây, 759 hả? Cái này thì mấy cái này cắt thì thôi, nhẹ hiền, cắt rất là nhẹ nha anh em, rất nhẹ hơn mấy cái kìm xe nhỏ dữ lắm. Rồi cái này N16 của Sanki, cái này mình bán 190, cái này size lớn hay size 21 nè, 190.000 cho má N16 hay một cái kìm. Cái tiếp là mình lên mã N17 ha. N17 là một cây kìm, kìm bấm của Mỹ. Mấy hôm trước mình cũng giới thiệu là cây này nó khác cây kiên chút ha. Mới là hàng của Mỹ trong hộp ha anh em, chưa qua sử dụng ha. Cái này là 10CR. Bữa hôm mình bán mấy cái kia là 10WR là của cái màu vàng, nó có cái lưỡi cắt, còn này không có ha. Này nó bấm sâu vô đây được nè. Tình trạng mấy cái này là chưa qua sử dụng, chưa qua sử dụng nha anh em. Mà tại vì nó cái này nó lâu năm quá, nó để là để nó có hơi bị rỉ sét nè, để trong hộp nó hơi bị, tình trạng nó hơi bị rỉ sét nha anh em. Nè anh em thấy không, mấy cái này là dầu bảo quản ha. Cái này hàng chưa qua sử dụng nha anh em, nó nhưng mà để trong hộp nó có hơi bị gỉ nè. Cái hộp nó nằm trong cái hộp gì nè, đó, nó dính theo cái kìm vậy đó. Ở cái kìm này là mã N17 ha, cái kìm này của Mỹ ha, quay zip của Mỹ nè ha, mình bán giá là 1.250.000 ha, 1.250.000, mình đi lên 1.3 nhưng mà mình bán 1.250.000 ha, 1.250.000 nha anh em. Tại mình thấy nó hơi gỉ ha. Rồi cái kìm này là mình bán giá 1.250.000. Cái kìm 10CR 1.250.000. Rồi cái tiếp là cây cà lê đuôi chuột của Top, mã N18. Thì mấy cái này cây bãi thì nó cũ cũng vậy ha. Cái này mình cũng quay sơ lược ha, nhưng mà tình trạng xài còn ngon lành ha. Nó cũ vậy thôi anh em chứ xài ngon. Rồi thép CRV ha. Rồi cái này mình bán 150 ha. Cờ lê đuôi chuột 10 17 21. Cờ lê đuôi chuột N18 giá 150.000. Cái tiếp là mà lên mã N19, một cây cái mallet của Lotte, thì cái này nó cũ ha, theo bãi nó cũ, cái này 2,5 ha. 2,5 ha. Mấy anh em cô chú mua mấy cái cũ này về xài dục nó không sợ nó sao. Thì mấy cái này nó cũng có hơi gơ ha. Mấy cái kìm, mấy cây mỏ lết là nó phải có độ gơ nha anh em. Cái này nó cũ thì mình bán giá rẻ cho anh em xài ha. Cái này mình bán 120 ha. 120.000. Một cây mỏ lết 2,5 của Lotte. Cũ ha. Răng còn ngon ha. Răng nè. Rồi cái này là bán 120, mã N19 ha. 120. Cái tiếp là mã N20, cây mỏ lết 300 của Lotte luôn. Cái này size lớn hơn cây kia. Thì tình trạng mấy cái này ha, còn ngon ha. Răng cỏ là còn ngon lành.
Rồi cái này mình bán 220 ha. Là dài 3 tấc ha, size 300, 300 mm ha. N20 cây mỏ lết của Lotte giá 220. Rồi cái tiếp là mã N21 ha. Là một chìa khóa rộng ha, 24 với 30. Cái này của Super ha. Cái này nặng trên nửa kilo. Cái này là mình bán giá 160 ha. 24 30. Một cây cờ lê miệng dòng miệng ha. Mã N21 giá 160.000. Cái tiếp là mã N22 ha, của Super luôn ha. Cái này là 20, đầu này là 23 nè. Đầu này là 21 nè. Rồi mã N22 của cây này của Super ha, mình bán giá 120 ha. Cái của nó là đầu 21 với đầu 23 ha. Rồi cái tiếp là một cây 24 22 cũng của Super luôn ha, nhưng mà cái này nó cũ hơn cái kia ha. À, nó chóc xi nè, thấy không? N22 N23. Cái này có bị móp đây chút. Rồi cái mã N23 này ha, là mình bán 100.000 ha. Một đầu 22, một đầu 24. Cái tiếp là lên mã N24. Cũng là một cây của Super luôn ha. Cái này 24 19 là không có nào giống nào. 24 19. Rồi mã N24 là hai cây đầu 24 đầu 19 là mình bán 120 ha, của Super ha. Ở nên nào chốt thì nhắn cái mã hàng gửi qua mình ha. Mã N25 là một cây của Sankey. Cây 10 đầu 19 đầu 17, đầu 17 với đầu 19 của Sankey. Cái này còn đẹp ha. Rồi cái này là mình bán 120.000 ha. Đầu 17 đầu 19 của Sankey 120.000. Tiếp mình lên mã N26 ha, một cây của Lotte ha. Một đầu 21 nè. Đầu 17 có hơi gỉ xét vô thứ 17 này nè, nhìn này nè, cũng nằm bãi thì kìa, nó cũng bị vậy nha anh em. Thường thường mấy cái hàng bãi thì nó cũ cũ như đó, nhưng mà mình xài thì chất lượng à, chứ đừng thấy nó cũ cũ vậy mà chê nó nha. Rồi
Rồi một cây này đầu 21, đầu 17, N26 của Lotte mình bán 130 ha. Mã N26. Một cây của Lotte 17 21. Giá 130. Rồi cái tiếp là lên mã N27. Đầu 21. Cái này cũng có Lotte luôn ha. Đầu 21, đầu 23. Cái này thấy còn đẹp hơn cái kia ha. Rồi cái này đầu 21, đầu 23 của Lotte, con tôm. Lotte con tôm. Rồi giá là 160.000 ha, N27. Rồi cái tiếp N7 là N28 ha, là một cây kiềm. Kiềm của Mary. Kiềm này thì còn cái vỏ ha, vỏ nó thấy xấu xấu chứ nó không có bị nứt, không có bị bể ha, nó có chày thôi chứ nó không có bị tới sắc của Mary ha. Cái này của Mary, cái này vỏ còn im, cái này size nhỏ nha anh em cô chú, một cái kiềm của Mary size nhỏ, còn cái vỏ bấm thì cảm giác ngon, nhưng mà mình thấy cái kìm size lớn bấm đã hơn. Thấy cái kìm size lớn bấm rất là nhẹ. Rồi cái này mình bán 160.000 ha. Một cái kìm của Mary size nhỏ. Nhét lại cho anh em cô chú nhìn rõ. Mấy các kẽm nó có cái dấu trắng trắng ha. Rồi cái này là mã N28 giá 160.000 ha. Size nhỏ ha. Đây size 16 năm. Rồi cái tiếp mình lên mã N29 ha. N29 là một cây kiềm mổ quạ. 2,5 tấc ha. Cái mẫu quả 2,5 tấc. Vị xét đây miếng ha. Thì cái này mà, hai cái này là bán cho anh em sử dụng gia đình chơi ha. Cây kiềm mẫu quả với cây mẫu lớp mã N29. Cái này xài găng này, thấy gì cái này cũng còn xài được, cũng cũ cũng còn xài được ha. N29, một cái kìm mẫu quả với một cây mẫu lết của Lotte cũ mà găng còn ngon lành, hơi gơ lắc chút đỉnh ha, cũ là nó phải gơ, cây mẫu lết là phải vậy ha, dòng này găng ngon thôi. Rồi cái này của Lotte rồi, cây mỏ lết với cây kiềm mỏ quạ này là mã N29 ha. N29 là mình bán 180.000 ha. 180.000 cho mã N29, hai cây, một cây mỏ lết với một cây kiềm mỏ quạ. Rồi cái tiếp mã 29 là mã 30, cũng là mã cuối cùng của ngày hôm nay ha. Là một cây mỏ lết 22 24. Đây thì nó hơi cũ hơn mấy cái kia ha anh em cô chú. Cái này của Super. Rồi cây này mình bán giá là 100.000 cho mã N30 ha. 20 với 24. 20 với 24 với 22 nha, nói lộn, xin lỗi anh em.
22 với 24. Rồi một cây của Super 22 đầu 22 với đầu 24. Mã N30 giá là 100.000. Rồi cái mã N30 là cũng là cái mã cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Rồi cái clip ngày hôm nay là tính mã 30 là kết thúc ha. Rồi kính chúc cô chú một ngày mới ha, thật nhiều niềm vui ha. Hẹn anh em cô chú vào một cái clip khác ha. Rồi bye bye anh em cô chú ha.